chào ngày mới cả nhà yêu. Hiện tại thì mình đang có mặt tại điểm phát gạo ATM đầu tiên của Bến Tre. Thì cái máy ATM để mà phát gạo thì trong thời gian vừa qua thì cả nhà yêu đã thấy đang rất là sốt ở Sài Gòn. Thì hôm nay là ngày đầu tiên Bến Tre đã có cái máy ATM phát gạo này. Và theo nhận định chung hồi nãy giờ mình đang đứng ở đây á, thì thấy mọi người đang rất là phấn khởi, đặc biệt là các cô chú có không còn khó khăn hoặc là các cô chú làm nghề bán vé số đó cả nhà. Mọi người phấn khởi lắm, bởi vì trong cái thời gian mà dịch bệnh như thế này thì cái công việc mà nó bị tạm đình quản rồi, nên là cái kinh tế với lại cái đời sống rất là khó khăn. Mà Bến Tre đã làm được một cái điểm ATM phát gạo như thế này thì được mọi người phấn khởi và rất là ủng hộ. Còn ngay sau đây thì mời cả nhà cùng đến với quang cảnh của cái buổi đầu tiên phát gạo ATM nhé. Đây cả nhà em. Trong cái buổi đầu tiên nên có rất là nhiều anh chị em đã đến để mà nhận gạo từ cái máy ATM này. Có lực lượng bảo vệ và cũng được sắp hàng rất là thứ tự. Rồi ở đây thì cái anh này vẫn đo nhiệt độ của mọi người đàng hoàng trong cái thời dịch này, nên là ảnh đo thân nhiệt của mọi người. Ở đây chúng ta thấy là có rất là nhiều các anh chị. Thì ở đây là cái điểm bình thường thì cũng làm một cái quán cơm dành cho những người rồi còn khó khăn đó cả nhà. Quán cơm Nhân Thiện 2000. Thì chúng ta chỉ cần đến đây và trả 2000 sẽ có một suất cơm ăn đầy đủ, vừa đồ mặn và đồ xào cũng như là canh. Thì hôm nay thì cả nhà bà con nào chúng ta nhận gạo nhận quà xong rồi chúng ta là vui lòng chúng ta di chuyển thật là nhanh ra khu vực giùm con ạ. Còn bây giờ thì mình qua đây để dạ, cũng xin được thông báo là hiện tại bây giờ là bộ phận camera đã lập được là hai trường hợp đã nhận hai lần, và như thế là chúng ta nhận hai lần trong một ngày sẽ không đủ điều kiện để nhận những lần sau ạ. Cho nên là các cô chú ta lưu ý mỗi người một ngày chúng ta chỉ nhận một lần quà. Sau khi mà tiếp hàng á, thì các cô chú sẽ được vào đây để ngồi theo thứ tự này cả nhà. Nói chung là rất là ổn định chứ không có tắc nghẽn. Đây các cô chú được ngồi rất là ổn định. Rồi tới lượt của ai sẽ đến nhận. Chứ không có giống như là tự nhiên ở ở Sài Gòn là để đó tự mạnh ai nó đến nhận cả nhà. Ở đây thì mình sẽ qua cái quy trình để mà lấy gạo. Ở đây là cận cảnh cái máy ATM phát gạo ra nha cả nhà. Ở đây thì có một cái chú đang lấy gạo đây. Ngoài phần gạo thì mình được tặng cái phần này nữa hả anh? Ở trong này là gồm có gì vậy? Trứng gà, gạo với trứng gà. Cả nhà ơi, cái này ngoài phần gạo thì các cô chú còn được tặng mì tôm với lại trứng gà như cả nhà. Mình ăn đây. Các cô chú mà chúng ta nhận gạo nhận quà xong rồi á, các cô chú có là đưa vào chuyển một phần ăn ở khu vực này. Mỗi phần về được mấy cái gạo em? Hả?
2 kg. À, mỗi phần được 2 kg gạo cả nhà. Ở đây là có cảm ứng camera cả nhà. Nên khi vừa đủ 2 kg thì máy sẽ tự ngắt. Rồi khi mình để cái bọc vào thì máy nó sẽ tự phát ra. À, đây nè, cả nhà thấy không? Khi để cái bọc vào thì tự gạo nó sẽ xả ra. À, do là nếu mà chúng ta lại mà che mặt hoặc là đội nón rồi này kia cả nhà thì camera phát hiện nên là camera sẽ không đổ gạo xuống. Đây là một cái thiết bị rất là hiện đại, có kết nối từ camera nên là khi chúng ta vào để mà lấy gạo á thì phải để đầu trần và cho thấy mặt như vậy thì bắt đầu gạo nó mới đổ ra. Không biết đâu là thấy gạo nó đều vàng. Rồi ở đây có camera này cả nhà. Ở đây thì có hai chỗ để cho ra gạo cả nhà. Ở bên đây thì người dân tự lấy gạo, còn ở bên đây thì có một cái lực lượng sẽ lấy gạo sẵn. Em ơi, ai chỉnh máy vậy? Em mở máy đi. À, bên đây là cái lực lượng lấy gạo sẵn này, sẵn để mà phát cho các anh chị mà có số phiếu á, để mà vô ngồi theo thứ tự cho nó ổn định. Nói chung là cái khung cảnh các anh chị em rất là nhộn nhịp, làm việc rất sức mừng luôn. Ngoài 2 kg gạo thì mỗi một anh chị sẽ được tặng thêm một cái phần hộp gà và mì tôm nữa cả nhà. Rồi thấy các trong cái ngày đầu nhưng mà các anh chị sắp xếp rất là tốt, nên là không có cái cảnh mà chen lấn hay là nó xào xáo gì tùm lum hết, mà nó diễn ra rất là theo quy trình và rất là ổn định. À, như vậy thì chúng ta sẽ có hai điểm để mà phát gạo. Ở ngoài kia là gạo tự do cái số lượng đông quá nên các anh chị em này sẽ phân công một bộ phận riêng để mà múc gạo cho thêm cho nó kịp với cái người dân đến cả nhà. Đây, ở đây là cái bộ phận này các anh chị múc ra một sẵn để mà trao cho người dân. Rồi bây giờ mình mời cả nhà cùng đi ra ngoài xem lại cái quang cảnh này chút xíu nha. Ở đây có một em bé đang lấy gạo đây. Rồi do là lúc nãy mình cũng tới trễ xíu nên là rất là nhiều các cô chú đã lấy gạo về rồi. Ở đây là tới bây giờ là khoảng gần 11 giờ rồi cả nhà, nên là cái lực lượng mà cái những cô chú còn khó khăn đến lấy gạo thì đã thưa dần. Nói chung là do hôm nay là có ngày đầu tiên nên có rất là nhiều các anh chị em tình nguyện phục vụ, nên là mọi chuyện rất diễn ra rất là thuận lợi, không có bị chen đông nhất cả nhà. Dạ đúng rồi, ở đây thì con ngựa phần hả con? Dạ ngựa phần, ngày lấy một lần hả cô? Dạ lấy lần rồi. Dạ. Con cũng như chồng gì hay chồng gì lấy được hai phần. Dạ được. Rồi. Ủa em trai, vậy là mỗi ngày mình chỉ phát có một buổi. Ồ, vậy có hết hả? Làm hai đường bên chỗ nổi. Hai đường nghe thôi.
Một ngày là bắt đầu mình phát từ lúc mấy giờ em? Ngày mai mình sẽ bắt đầu lúc 8 giờ. 8 giờ tới mấy giờ nghỉ? Dạ, tùy tình hình. Tùy tình hình hả? Như hôm nay thì gần 11 giờ thì gần 11 giờ là mọi người đã có nghĩa là hết cái số lượng mà các anh chị em đến các cô chú đến lấy gạo á thì đây. Dạ hình như là bây giờ nó hết giờ hay sao cô? Tại 8 giờ ngày mai cô. À ngày mai. Giờ, ngày mai. Như vậy là 8 giờ. Ngày mai như vậy là 8 giờ sáng thì sẽ bắt đầu. Dạ cô lại thì chắc là có lẽ phát tới 10 giờ rưỡi gần 11 giờ như hôm nay á cô. Gạo với hột gà. Dạ, một phần gạo với một phần hột gà. Mấy giờ xong rồi. Dạ. Dạ cho thêm 2 chồng 2 phần nữa. Thì cô cái đó thì quy định người phần với con cũng không rành lắm. Bây giờ con nói cho dùng phần, không phần mình gì vậy. Đâu về vô đây cây còn không? Tại vì con quay không, con cũng không có rành ở bên này nữa. Đức vô đây, Đức. Còn vô đây chị Minh. À vậy là chắc ngày mai cô đến trễ quá rồi. Thôi ngày mai cô lại đi. Dạ con cảm ơn cô. Rồi hiện tại bây giờ là gần 11 giờ thì các anh chị đã hoàn tất cái công việc rồi. Như vậy là ở đây cái máy ATM gạo này là có thời gian quy định sẵn. À, ơi như vậy thì hiện tại bây giờ là đã gần 11 giờ rồi. Thì ở đây có một cái điều đặc biệt là theo các anh chị nói thì phát gạo và một phần trứng gà như vậy sẽ bắt đầu từ 8 giờ sáng hàng ngày. Nên là quý vị nếu mà muốn đến để mà nhận thì chúng ta đến sớm chút xíu là 8 giờ sáng thì khoảng gần 11 giờ thì các anh chị sẽ đóng cửa. Nhưng hiện tại bây giờ là gần 11 giờ thì cái số lượng các cô chú anh chị đến nhận gạo cũng đã hết rồi. Nên là bộ phận phát cũng như là những anh em mà tình nguyện đã đóng cửa hết rồi cả nhà. Nên đây là chúng ta sẽ đến lúc 8 giờ tới 10 giờ rưỡi đi ha. Chứ để 11 giờ thì nãy có một số cô bác anh chị đã đến nhưng mà trễ thì cũng đã không có nhận được. Nên là quý anh chị nào, cô bác nào mà còn khó khăn muốn nhận gạo thì chúng ta tranh thủ đi từ 8 giờ đến hơn 10 giờ hàng ngày. Xin cảm ơn cả nhà đã cùng theo dõi cái clip ngày hôm nay của bà Vũ và hy vọng là cả nhà cùng chia sẻ để mà cho những cái anh chị em nào còn khó khăn á, những cô bác còn khó khăn chúng ta có thể đến đây biết cái thời gian, biết cái địa điểm để mà đến đây nhận gạo. Thì ở đây thì hàng ngày sẽ cũng có là đến trưa là chắc là cái bộ phận phục vụ đang chuẩn bị phát cơm cho các anh chị, tại vì đây là quán cơm nhân thiện. Thì cũng phục vụ cho những cô chú anh chị khó khăn 2.000 một phần thôi. Nên là có lẽ như vậy mà đến giờ để mà các anh chị tiếp tục làm cái công việc và phát cơm cho các anh chị cô chú hàng ngày. Cảm ơn cả nhà đã cùng theo dõi và chia sẻ clip này. Cả nhà ơi, cũng mong là cả nhà nhấn một xíu thời gian để mà đăng ký kênh cũng như là chia sẻ clip để mà Hòa Vũ nhấn cái chuông thông báo nữa để Hòa Vũ có thể tiếp tục quay những cái clip khác gửi đến cho các anh chị em mình và những cái thông tin sớm nhất nhé. Và quán cơm nhân thiện này thì nó ở gần công viên Bến Tre cả nhà, ở đây phường 4 ha, ở phường 4 thành phố Bến Tre là gần sát bên Ủy ban Nhân dân phường 4 thành phố Bến Tre luôn. Nên là quý vị các bạn chia sẻ giúp để cho những cô chú anh chị mà còn khó khăn đến nhận gạo nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, chúc cả nhà một ngày mới thật nhiều niềm vui và thành công. Xin chào tạm biệt cả nhà.